Dạ đây, anh chị xem đi ạ. Đây là những mẫu mới nhất của nhà em đấy ạ. Chị xem có ưng chiếc váy này không? Em thấy nó phù hợp với anh chị. Hơn nữa, kiểu dáng cũng đơn giản, độ xòe thì cũng vừa phải. Anh chị xem có thích không ạ? Ờ, đẹp thật đấy. Nhưng mà mẫu này có sẵn luôn không hả em? Dạ thưa chị là có ạ. Chị có muốn xem trực tiếp không ạ? Em bảo cứ chọn thêm vài mẫu đi. Đây rồi, cuối cùng tao tìm được mày rồi. Mi, sao em lại ở đây? Em mà không ở đây ý, thì làm sao mà ngăn được cái đám cưới chết tiệt này của hai người? Này, Mi, đang ở cửa hàng nhà người ta đấy. Cô làm ơn cư xử cho lịch sự được không? Tại sao phải lịch sự với cái loại giật người yêu của người khác như mày hả? Mi, em đang nói kiểu gì nhở? Mình đã chia tay nhau được 3 năm rồi, với cả em kết hôn rồi gì nữa? Anh Hải, sao anh lại phải lòng cái đứa hồ linh tinh như thế kia? Anh nghe em, anh về với em đi nhá. Mi ơi, em bị làm sao nhở? Kìa, em đi về đi. Em không về. Anh nghe em đi. Anh về với em đi mà. Còn cô nữa, tại sao cô đã cướp anh Hải của tôi rồi? Cô còn hại cả nhà tôi nữa, hả? Này, cô nên ăn nói cho đàng hoàng đi. Em đi về đi, ơ kìa. Em không về. Nếu anh mà không chịu ấy, em phá nát cái chỗ này ra đấy. Này, em có linh tinh gì đấy kìa? Em không tin gì. Anh Hải, em nghĩ là anh đừng làm cho cô ta kích động thêm nữa. Anh cứ đưa cô ấy về đi. Nhưng mà em đi taxi về cũng được. Để anh đem này. Em không về, bỏ em ra. Anh đi về luôn đấy. Này, ở lại với em thêm một lúc nữa đi. Không được, Linh đang đợi anh ở nhà. Lúc nào cũng là Linh thế. Anh có thôi nhắc để nó đi không? Anh không biết là em đã gặp cái chuyện gì mà thành ra như vậy. Nhưng mà anh xin em đấy. Bây giờ chúng ta đã khác rồi. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Mỗi người đều có một cái gia đình riêng. Em đừng hy vọng gì ở anh nữa. Anh Hải, em còn yêu anh lắm. Anh cho em một cơ hội nhá. Em rất hối hận, bởi vì ngày xưa em đã chia tay anh. Nhưng mà bây giờ chồng em cũng mất rồi. Anh cho em một cơ hội đi mà. Mi, anh biết là em đã gặp nhiều chuyện buồn. Nhưng mà anh xin em là đừng lấy chuyện anh ra để làm trò đùa. Anh đi về đi. Anh Hải, anh cho em một cơ hội nữa đi. Vẫn còn giận chuyện của Mi à? Anh thử khi không mà tự dưng bị nói là người phụ nữ giật bồ người khác, xem có tức không? Thôi rồi, anh đưa em đi ăn để em vui lên mà, ăn đi nhanh. Chả vui tí nào cả. Này anh bảo, ăn xong mình đi mua sắm, ok không? Chả cần. Anh cho em quẹt thẻ của anh luôn, thích mua bao nhiêu cũng được. Sợ. Chơi lớn vậy luôn á? Chỉ cần em vui là được. Ok không? Anh đúng là cái đồ đáng ghét. Chí à, chí thì ăn nhiều vẫn nhá. Ơ, trùng hợp thế, hai người cũng ăn ở đây à? Cô theo dõi bọn tôi đây à? Anh Hải, em cũng đang đói, em ngồi cùng nhá. Thôi rồi, còn xin làm gì. Nào, mình cạn ly đi. Chờ trẻ. Không ai muốn cạn ly à? Tự đi ngủ một mình đi. Thế thôi, tôi cạn ly với cô nhá. Tôi chết. Em có sao? Tôi xin lỗi nhá. Tôi hiệu đậu quá. Hay là cô đánh tôi đi. Em có sao? Bẩn quần rồi anh ạ. Thôi, chỉ là một cái quần thôi mà. Cô không cần phải làm đến mức đấy đâu. Tôi đúng là cái đứa hậu đậu, đúng như cô nói. Hay là cô đánh tôi đi. Tôi sẽ không than vãn một lời nào đâu. Em bị làm sao nhở? Cũng thôi đi không? Bao nhiêu người ta đang nhìn kìa. Anh ơi, em muốn đi về. Mình đi về đi. Ơ kìa, chưa ăn gì mà đã đi về à? Không phải cô bảo là cô đói hay sao? Ăn luôn hộ phần của chúng tôi đi nhá. Này,
tôi xin lỗi chuyện vừa rồi nhá. Tôi muốn đền cho cô bộ quần áo khác. Không cần đâu. Dù sao thì quần áo của tôi cũng là đồ thiết kế, rất khó để tìm ra. Không được đâu. Cô cho tôi số đi, tôi sẽ liên hệ để đền bù. Linh đã bảo là không cần rồi mà. Sai thì phải sửa chứ. Chả nhẽ vì như thế mà hai người không cho em làm à? Thôi được rồi, vậy tôi cho cô số tôi vậy. Cô đọc đi. Vậy là em ngủ quên à? Trông em có vẻ mệt mỏi đấy. Dạo này em cứ bị khó ngủ ấy, mãi không ngủ được. Sao đấy? Em... mà thôi, không có chuyện gì đâu anh ạ. Anh, có chuyện gì cũng phải nói cho anh nghe chứ. Thật ra thì dạo gần đây My cứ gọi điện làm phiền em suốt đấy. Em cũng đã chặn số của cô ấy rồi nhưng mà cô ấy lại dùng một số khác để gọi em, làm phiền bất kể giờ nào. Sao lại quá đáng như thế được nhở? Em nghĩ đúng là cô ấy có vấn đề về tâm lý rồi anh ạ. Anh không thể để yên thế này được. Anh sẽ đi tìm My để nói chuyện cho ra nhé. Anh đến đây để muốn nói với em là đừng có quấy rối Linh nữa. Em phải là trẻ con nữa đâu. Em làm gì nó? Sao em cứ phải làm phiền Linh như thế nhở? Linh có cái tội gì với em à? Hóa ra anh đến đây là vì nó đấy à? Nó đã hại em thê thảm như thế mà anh vẫn còn bênh nó được à? Không có ai hại em ở đây cả. Em không hiểu cái vấn đề à? Em cũng nên nhớ là cái chuyện mình ý, ngày xưa chính em là người đã bỏ anh. Tất cả những cái sự lựa chọn đều là do chính bản thân của em. Thế sao em cứ phải làm như thế nhỉ? Em theo đuổi tình yêu của em thì là sai à? Mà anh cũng nói luôn nhá, em cho anh 3 ngày để cắt đứt với nó. Nếu không ấy thì đừng trách em. Em đang đe dọa anh nhỉ? Anh cũng thừa biết tính em, nói được là làm được mà. Nếu mà anh không cho em đáp án mà em cần ấy thì em không chắc là em sẽ không làm hại được nó đâu. Anh cảnh cáo em, anh cấm em không được động đến Linh. Nếu không thì anh không tha cho anh. À cô ơi! Cô ơi, cho tôi hỏi chút là quanh đây có nhà của anh Hòa không cô? Quanh đây thì không có ai tên Hòa cả. Ồ, lạ nhỉ. My, cô đã làm gì Linh rồi? Hả? Anh bình tĩnh đi đã. Tôi hỏi cô là cô đã làm cái gì Linh rồi? Từ hôm qua rồi tôi gọi Linh không được. Em đã làm gì nó đâu. Nhưng mà nếu anh còn có thái độ như thế với em ý thì không chắc đâu. Cô bị điên rồi à? Anh Hải, em yêu anh lắm. Em yêu anh đến phát điên rồi đấy. Hay là bây giờ mình đi đăng ký kết hôn nhá. Cô bị làm sao đấy nhở? Tôi hỏi cô là Linh đang ở đâu? Nếu mà anh không chịu đi đăng ký kết hôn với em ý thì em sẽ cho người thủ tiêu nó ngay lập tức đây. Này, cô nhận thức được cái việc mình làm là phạm pháp không? Hả? Em không biết. Bây giờ ấy,
anh phải đi đăng ký kết hôn với em ngay. Sao bây giờ em lại trở nên như thế này hả My? Ngày xưa em có phải là kiểu người như thế này đâu. Tại sao bây giờ em lại trở thành một con người như vậy hả My? Tôi cũng đang thắc mắc là tại sao cô gái giỏi giang trước đây bây giờ lại trở nên như vậy đấy. Em đây rồi. Em có bị làm sao không hả Linh? Em không sao. Sao lại thế này? Anh Vanh, anh làm cái trò gì đấy hả? Có gì đâu mà thắc mắc. Tôi làm tất cả mọi thứ vì tiền mà. Bên nào trả nhiều tiền hơn thì tôi làm bên đấy. Cô Linh đây đã trả gấp đôi số tiền mà cô bỏ ra. Thế nên là tôi thả cô ấy đi thôi. Quá ngon. Đã không phải làm việc xấu, lại còn nhiều tiền. Anh dám phản bội tôi à? Trong cuộc đời này không có cái gì là đáng tin cả, nhất là những vấn đề liên quan đến tiền. Mà thôi, việc của tôi ở đây xong rồi, tôi đi trước đây. Mày! Sao mọi chuyện lại như thế này? Tất cả đều là do cô tự chuốc lấy mà thôi. Tất cả là tại mày. Mày đã cướp anh Hải của tao. Mày còn hại cuộc đời tao phải thê thảm như thế này nữa. Tất cả là tại mày đấy. Tại sao cô lại cứ luôn đổ lỗi cho người khác nhỉ? Nếu như cô không cho phép thì làm gì có ai có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô. Thay vì đổ lỗi cho người khác ấy, tại sao cô không tự xem lại bản thân mình đi? Bởi vì tao không muốn nhìn thấy mày được hạnh phúc như thế. Trong khi mày được anh Hải yêu thương, chiều chuộng, thì tao trong vòng chưa đầy 2 tháng thôi, tao đã phải chứng kiến chồng tao chết. Còn bố mẹ tao thì ra đi vì tai nạn. Tại sao việc kinh doanh của tao đang tốt như thế cũng trở nên không ra gì? Tất cả tại mày đấy. Tôi thấy là cô đáng thương thật đấy. Cô không đủ can đảm để có thể tự nhận lỗi cho bản thân mình, mà luôn tìm cách để đổ lỗi cho người khác thôi. Bởi vì tao không cam tâm nhìn thấy mày và anh Hải hạnh phúc như thế thôi. Mì ạ, cô có biết không, tôi cũng từng rất khó có con. Và để có đủ cuộc sống như ngày hôm nay, tôi cũng đã từng rất khó khăn với gia đình bên anh Hải. Nhưng mà bây giờ tôi đã làm được rồi này. Vậy nên tôi tin rằng cô chắc chắn cũng sẽ làm được. Nếu mà có gì khó khăn ấy, thì cứ gọi cho anh. Anh sẽ giúp. Linh, anh thấy sao? Em không có vấn đề gì cả. Nhưng mà em nghĩ trước mắt chúng ta nên đưa My đi gặp bác sĩ tâm lý cái đã. Em sẽ đi cùng cô ấy. Thật lòng là em cũng rất muốn giúp đỡ My trở lại làm con người của ngày xưa. Thế còn cái chuyện đám cưới của mình sao? Chắc là mình phải hoãn lại thôi anh ạ. Ôi giời ạ. Đây, chị xem. Lại là cô à? Lần này quán của chúng tôi có bảo vệ rồi đấy. Đừng có hòng đến đây làm càn. Cô yên tâm đi, cô ấy lần này sẽ không gây rối nữa đâu. Tớ có việc ở gần đây nên là mới ghé qua. Thật lòng chúc mừng hai người nhá. Cảm ơn My. Sức khỏe của em thế nào? Em vẫn nghe theo lời dặn của bác sĩ, không làm việc quá sức và uống thuốc đúng giờ. Em nghĩ là em cũng sắp khỏe lại rồi. Thế là tốt. Linh này, tớ cảm ơn cậu nhá. Nhờ cậu và anh Hải mà tớ mới vượt qua được. Thật lòng cảm ơn hai người. Cậu thực sự là một cô gái tốt đấy. Có gì đâu, việc nên làm mà. Này, đám cưới của bọn anh là nhớ đi nhá. Đúng rồi đấy, tớ sẽ rất là vui nếu như cậu có mặt đấy. Đương nhiên rồi, em sẽ đến. Em cũng chuẩn bị quà mừng luôn rồi mà.